Hay quá. Quả mi, không quả mi hả? Để em thả ra à. Để cho quay nó hót ra. Quả mi hót này hay quá. Đó, để ý nó đúng đó. À, nó đi vòng vòng thôi anh. À. À. Kim kim quả đi các bạn. Có anh qua đi là dám thả thì tôi không. À, khôn quá ha. Bây giờ xúc chuồng mất tiền. Dở cái lòng con bay luôn mà. Quen là mở cửa là không bay luôn ha. Thứ này là 100 con là bay, 90 con là 99 con rồi. Tập cũng hay quá ha. Có một con đó sao đụng mà nó. À không đá rồi ra tại là. Mẹ thấy dở cái lòng này, nó kiếm nó mua được mẹ. Con bên đây bự con quá, hết hết ngót dữ lắm rồi. Con hai con này con nào trống nào mái anh? Trống mà. Hai con trống không anh? Hai con mái đâu ngót đâu. Yeah.
Nó theo anh đó hả? Hay quá. Tập hay quá hay nha. Không dám thả chim ra là quay bắt vô gì đâu. Đợi nào có nào dám được. Quay mất 4 triệu bạc. Mất 5 triệu bạc á. Mình phải tập ra, tập hay quá. Phải thấy anh Quy khởi động bên tôi chơi vậy. Thầy Quy chia sẻ cho anh em trên cộng đồng mạng xem trải nghiệm. Thả ra ngoài xong nó bay đã vô lòng các bạn. Ừ, hết lòng đưa bay vô. Vô lòng lại bay vô rồi dễ thương. Nó qua mấy nhiều không anh? Được, ba bốn con. À. Này là hai con, hai bên là hai trống, giữa là con mái ha. Trống mà lên ít ít hốc quá ha. Con này con gì nữa anh? Con thứ đó. Là mi luôn hả? Ừ.
để anh chìm vào đi, mấy cái lồng đẹp quá ha. Bà Vy anh tập hay quá, hay luôn. Thả ra ngoài bay đưa cái lồng nó thở vô các bạn. Con chim này anh tập hay quá nè. Vô nhà quay đi. Mày vô nhà luôn hả? Ừ đó. Quay đi xe rồi. Rồi tôi ra chắc lòng lại cho nhảy vô. Mất tiêu anh không thấy luôn á. Nè. Hả? Đâu đâu đâu. Ừ. À. Lại chút vô đây. Ừ. Ba lần lại vô ha. Nhiều quá. Ủa quay thuốc chia sẻ. Anh Long anh nuôi con chim quạ mi này anh tập hay quá hay các bạn. Thả ra ngoài bay vòng 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 rồi trở lại đưa lồng nó nhảy vô. Thôi hẹn gặp gặp lại các bạn trong trong video sau nha. Rồi, chào các bạn.